Chào toàn thể các bro. Nay tiếp tục chơi game nha các bro. Tựa game có tên là 9 đứa trẻ đường phố. Ok. Yo. Loading. Ấn bất kỳ phím gì. Ok bro. Ok. Ô, mình bị cụt tay à? Tôi là đâu? Mà đây là ai? Hình như mình... Where am I? Tao đang ở đâu? Như mình bị cụt tay sao các bờ rồ ơi? Bây giờ nhiệm vụ là... What the hell? Nhiệm vụ là ra khỏi căn nhà. Có gì không? Cái cửa thì nó bị trói bởi dây. Cái cửa này bị trói rồi, chắc tôi nghĩ là phải chui ra ngoài đường cửa sổ chắc. Maybe. Maybe not. Chắc phải chui ra ngoài đường cửa sổ rồi, tôi biết ngay mà. Ui. Ê, cái thùng này đựng cái gì? Ê, ê, cái bàn tay của mình này. Cái bàn tay của mình mà. Ê, ê. Rồi bây giờ lấy cái này cắt dây. Ok. À, cái con này nó có camera treo trong mắt thì các bro ơi. Ê, ê, nhặt được cái này không? À, có cái ống nhòm này. Nếu nhặt được. Tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra các bờ rậu. Ok. Cái gì vậy? What the? Lại bị buộc bởi dây ở bên trong. Nên là đéo mở ra được. Ok. Ok. Ui. Ok. Ok bra. Bra. Ô kìa. Hàng xóm bật điện kìa. Có khi nào chạy sang đấy cầu cứu được không? Cứu em với anh ơi. Anh ơi. Cứu! Help me, help me! Clip It can be user. À, cái kẹp giấy có thể dùng như là một cái lockpick, cái mở khóa ấy, cấp vừa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái lockpick này mình mở khóa để mình luồn văn chuồn. À, trong nhà có người cấp rồi. Nó bảo là. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Khả năng là trong này có một thằng giết người hàng loạt, nó chuyên bắt cóc trẻ con. Nó bắt cóc, nó cắt tay mình luôn này. Tôi ngửi thấy mùi thum thủm luôn. Mà sao thằng này nó vừa cụt tay, nó vừa là trẻ con mà nó biết lockpick. What the fuck? What the fuck? Ảo thật đấy. Nó không đi được. Ơ không cầm bàn tay, có cầm lại được cái bàn tay không? Cầm bàn tay về mà khâu lại đi.
Ở đây rồi. À. Ok. Cửa này nãy có mở được đâu. Mở cửa em anh ơi. À đây, lấy cái dây này. À tôi hiểu rồi, lấy cái dây này đu xuống bên dưới. Shit. Hết sức là bình tĩnh. Đấy là tên của cái căn nhà, địa chỉ của nhà. Ghê, quay lại anh ơi. Quay lại. Cứ có thằng nào vừa thò qua cửa sổ ấy. Mình là cái thằng ở nhà đối diện này các bro. Mình là cái thằng ở nhà đối diện, còn cái mà 9 đứa trẻ đường phố là tên của địa chỉ nhà, khổ. Cái địa chỉ nhà là tên số 9 đường đứa trẻ. Được mấy. Là số 9 đường đứa trẻ các bro ạ. Ê, nó ảo thật. Rồi đội cái mũ, à kiểu cái bóng của mình có cái mũ trên đầu các bro. Mình là cái thằng lúc nãy ở nhà đối diện kìa. Mình cũng là một thằng trẻ con. Đậu mẹ. Mình ở nhà đối diện luôn. Cái nhà đối diện là nhà cái nhà lúc nãy kìa. Bây giờ mình phải lấy cái mũ, lấy đồ chơi. Mày đi chơi thì còn phải mày cầm theo đồ chơi với cầm theo mũ nó gớm khổ. À bây giờ mình cầm cái con gấu này đưa cho cái thằng đứa trẻ hàng xóm. Mẹ mày sang nữa mày chết à thằng ngu này. Trời ơi. Lấy thêm cái ba lô nữa, đâu ba lô đâu? Ba lô đâu? Ba lô mày đâu? Khổ lắm cơ. Ở đây ba lô đây. Rồi lấy thêm cái gì, lấy nốt đi, khổ lắm. Mấy con đi. Rồi đi. Ok. Ok bro. Bro. Sao không không cầm theo cái đèn pin nữa thằng ngu này. Trời đất ơi. Đây, được rồi. Cái này người ta gọi này cầu được ước thấy đấy các bra. Cầu được ước thấy luôn các bra. Đi tiến đi, không cần phải sợ. Rồi bây giờ chui sang đấy rồi chết. Mọi mày chui sang làm cái gì rồi mà chết, ở nhà thì đéo muốn ở. Nhìn sao cái gì nó cũng mờ mờ ảo ảo với các bờ loa. Đây. Số nhà là số 9 đường đứa trẻ. À đây.
Có mở được này. Mày đã mở được. Mở được không? Chắc phải đi vòng ra đằng sau các bro ạ. Nó lại bắt thử cái cửa trước. Cửa trước có mở được đéo đâu. À mở đây. Bây giờ nhiệm vụ là đi tìm cái phòng phòng lúc nãy, cái phòng lúc nãy bro ạ. Chui được không, khó chăng? Đéo phải luôn. Ngon. Lại mấy cái bức tranh vậy, creepy. Sao thằng này nó thích treo mấy cái bức tranh vậy, nhìn kinh dị vậy nhỉ? Thì có thể treo những cái bức tranh nó bình thường được không? Bật cái khác anh ơi. Ui tối quá. Đường nào đây? À, đi cửa sau, nó bảo là tìm đường vào cửa sau. Cửa sau đâu? Cửa sau đây này. À chặn rồi, cửa này bị chặn, ghế nó chặn lại. Cửa sau đâu? Cửa sau đâu? Đây chăng? Ngon. Gì? Đừng jump scare em nhá. Em sợ lắm. Đây, nhìn lối này. Vẫn đéo phải. Đi lối nào có bro ơi. Bro. Show me the fucking way. Nó bảo đi cửa sau, hình như là phải ra ngoài, đi vòng lối cửa sau hay sao ấy. Trong đấy còn đường đâu? Đúng. Đúng luôn. Trong nhà đéo gì còn đường đâu. Ô thằng này nó có cả đu quay à? Quý trẻ con thế nhở? Rồi, đây. Rồi mình sẽ đi cửa sau. Rồi, ngon. Tìm cái room lúc nãy, tìm cái phòng lúc nãy, cái phòng mà có ánh sáng lúc nãy mà có thằng cụt tay. Ê, có súng đạn gì không? Các pro cho em khẩu súng ở phòng thân đi. Cái thằng này nó treo mấy cái bức ảnh nhìn. Ui dồi ôi, nó còn có cả đầu lâu xương sọ để nó trang trí ở đây này. What the hell? Nhà mình bên kia kìa. Con chào bố mẹ nhá. Bro chờ tí bro ơi. Ok. Túc tiệp túc tiệp. Cho to tiếng lên tí cho nó kinh dị, cho nó rùng rợn. Ok, đến đâu rồi, đến đâu rồi? Tìm cái phòng lúc nãy. Phòng này sao? À.
Bẫy à? À đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh đến cứu chúng mày đây. Thằng cụ tay đâu rồi? Em ơi. Ôi. Có máy tính này. Thôi cho em về đi. Chú ý jump scare này. Jump scare warning nha các bro. Các bra. Jump scare warning này. Phải tìm một nửa chìa khóa còn lại. Cái gì vậy? Mày treo ảnh bình thường không được à? Mày có nhất thiết phải treo mấy cái bức ảnh này không? Vào nhá. Vào nhá pro. Không không cần phải sợ. Có thằng nó làm đồ chơi ở trong này. À nó làm búp bê chứ. Ok bra. Bra. Hello. Hello. What the? Nhặt được súng đạn gì không? Cho em khẩu gun đi. Thứ em cần bây giờ là một khẩu gun. Ui rồi, máu. Tìm bây giờ hình như mình cần tìm một nửa chìa khóa còn lại. Ở đây rồi, à đéo phải. Anh ơi, cho em khẩu gun. Gimme a AK. Gimme an AK. Mẹ tí giờ làm gì giờ? Tìm nửa chìa khóa còn lại à? Vào đây sẽ mở được chưa? Vẫn thiếu một nửa chìa khóa bro ạ. Ở đâu? Nửa chìa khóa ở đâu? Tôi nghi là cái phòng lúc nãy lắm. Phòng lúc nãy mình đã loot được cái gì đâu? Phòng nãy thằng con ma kia nó mở giúp mình nhỉ? Còn không thì phải xuống nhà. Không phải loot. Mẹ thằng kia còn đứng đấy không? Nó vẫn đứng đấy. Ồ. Không biết bỏ chân à? À rồi 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 rồi. Ok. What the hell? Cho em cái gì không? Anh ơi. Cho em loot cái gì đó đi. Kéo cho loot gì à?
Đi đâu tìm chìa khóa giờ? Ê, tôi nghĩ là bị jump scare đó. Loot hết rồi đấy. Xuống nhà xem. Trời má. Em bảo là em đéo thích jump scare đâu. Đừng jump scare em. Game này nhiều khi nó bất ngờ nó jump scare nó cũng rồi. Kinh vãi chưởng. Có khi nào ra ngoài không? Trong này có gì không? Đâu có gì luôn. Thôi cho em về nhà đi. Em về nhà đi. Trời ơi. Đoạn này mà jump scare thì mẹ vỡ tim này. Đừng jump scare em. Ồ đúng rồi. Ngon. Thế nhảy được. What the? Tu quay còn có cả xích cổ. À đây nó xích cổ hết lại này các bro ơi. Nó cho anh ngồi chơi nhưng mà nó xích cổ lại. Đậu xanh. Có cái mũ mình kìa. Ơ giờ hơi ăn cắm lợn này. Mà tôi nhớ là làm gì mình có bỏ cái mũ ra đâu ta. Bị lừa rồi. Kiểu đéo gì vào đấy cũng bị nó vỗ vào mõm cho. Tôi nghi lắm bro rồi. Bẫy đấy, nó để cái mũ đấy nó bẫy đấy. Tôi biết mà. Đấy, tôi nói có sai đâu. Thấy chưa? Em xin nhá, cảm ơn anh nhá. Đừng dọa em. Em lấy cái mũ thôi. Đừng dọa em anh ơi. Em lấy cái mũ đi mà. Thôi em về. Em về đây. Em về đây. Em về nhà đây. Em không chơi nữa đâu. Cho em về nhà đi. Ơ đường về nhà đâu? Quay lại đây thôi. Đây à? Không phải. Tôi cho nhỏ tiếng xuống kia. Ôi rồi xong. Ăn cứt rồi. Trời má.
Rồi rồi, nửa chìa khóa đây rồi. Quay lại kia mở cửa. Tôi đéo hiểu được quay lại mở cửa làm cái gì nữa. Về thì đéo về. Nhưng mà cửa chính nó khóa rồi, giờ ra kiểu gì? Cửa đấy nó khóa mẹ rồi, cần tìm mấy cái chữ còn lại này để đi ghép vào. Ô, nãy bên kia thì đéo mở ra. Giờ mình cần tìm mấy cái chữ ở đâu. Ê, bây giờ mình lại cần con ma kia, nó xuất hiện, nó gợi ý của bro ơi. Có khi nào ở đây không? Giày đẹp đấy. Nè, mở cửa kiểu gì? Gợi ý cho em cái đi anh ơi, xuất hiện và gợi ý cho em đi, please. Ảo thật. Rồi. Ok. Thôi xong tôi rồi. Trời ơi. Giờ phải đem thức ăn cho nó nữa. Khổ thân anh bạn. Anh bạn đợi tôi tí anh bạn. Tôi sẽ đem đồ ăn cho anh bạn. Ráng lên anh bạn. Bếp ở đâu? Where the fuck is the bếp? Bếp đâu? Bếp đâu, bếp đâu, bếp đâu? Bếp bên kia. Nó khóa mẹ cửa rồi. Đi cầu thang kia, đi cầu thang kia, đi cầu thang kia. Bên này còn một cầu thang cơ. Ui! Anh ơi, đừng jump scare em nữa. Cái đi thở nó cứ jump scare phát kinh vãi trưởng. Này, cửa này mở chưa? Cái game này jump scare nhiều vãi đái. Có khi nào là chai, có khi nào là toàn là sơn không? Rồi. Ủa? Mình đem đồ ăn lên cho nó, mình đã đem đồ ăn lên cho nó đâu? Ui, một đống đồ ăn ở đây luôn này.
Ê, hết pin rồi. Cái gì đây? Thôi, bắt đầu lại tối tối về này lại ăn jump scare này. Thằng kia rồi. Thôi, xin lỗi anh bạn nhé. Đã đấy làm tiếc, tôi không cứu được anh bạn rồi. Tôi nghĩ bây giờ mình cầm cái này mình xuống mình lắp vào đây chăng? À, lắp được chữ L này. Rồi. Giờ tìm những chữ còn lại. Vấn đề là tìm ở đâu thì game nó không nói. Gợi ý tiếp đi anh game ơi. Anh ra anh jump scare em cái rồi anh gợi ý em cái. Anh ma ơi. Ma senpai ơi. Jump scare em đi rồi gợi ý em đi. Please. Giờ em đéo biết đi đâu luôn. Em sẽ mù đường rồi. Em mù đường rồi. Đi đâu bro ơi? Bro. Xuất hiện rồi, jump scare em rồi gợi ý em đi. Bro. Hay là vào cái phòng đồ chơi ta? Tôi nghi lắm, tôi nghi vào phòng đồ chơi lắm. Nghi vào phòng này lắm. Đấy, cái thằng này nó mất rồi, tích rồi này. Ơ. Ừ. Thằng kia nó vẫn đứng kia không ạ? Ảo thật. Giờ sao? Hey. Ô, tôi tìm hết tất cả mọi phòng đấy, không có luôn. Còn gì đây không? Hello. Tôi nghi là quay lại đây lắm. Anh bạn này. Đấy. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. What the fuck? Rồi giờ đi đâu? Xuống lại cầu thang kia xem. Trong đây còn gì đâu? Đây 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 đây. Ok. Rồi ok. Đi lối này xem. Không mở được này. Ngon. Nãy thì không mở đi. Đéo hiểu. Trả lại cho mày này. Hello. À, cái thằng cụt tay, thằng này thằng cụt tay này. Thằng cụt tay đầu game này. Anh ơi, chơi em anh ơi. Đây, 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 đây. Ngon. Ô. Thấy nó chết rồi. What the... Cho cổ nó chết bố rồi.
ăn jump scare này. Jump scare warning. Đéo phải. Ôi nó dẫn mình vào đây làm gì? Ê. À đây 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 đây. Có ý gì đâu? À, tìm đây đây đây, cái gợi ý là tìm thấy cái đồ chơi ở trong cái thùng rác. Ở đâu nhỉ? Tôi đọc lại tí nữa. Rồi, tìm tivi, tivi thằng nó giấu tivi, nó giấu tivi. Mẹ đọc không kỹ đấy. Đọc không kỹ là ăn cứt ngay chứ. Không kỹ là ăn shit ngay. Bây giờ là ơi. Bình tĩnh đi anh bình tĩnh đi. Anh thôi ông ơi. Tìm cái tivi, nó giấu tivi, nó giấu tivi. Tivi đâu? Tivi tivi. Bây giờ phải lấy cái ghế. Lấy cái ghế. Lấy cái ghế kê ở ở cửa đâu nhỉ? Ghế đâu? Đây ghế đây này, đầy ghế này. Đây đầy ghế đéo cho lấy ạ. À đây lấy được này. Ảo ma thế. Mẹ lấy ghế xong tivi chuyển sang màu đỏ. Tồi đéo hiểu luôn. Rồi. Được chưa? À. Rồi, đấy rồi. Đọc xem nào. Rồi, ăn cứt rồi. Nó bảo khuôn mặt mình thật may mắn khi mà sinh ra có một khuôn mặt thật là đẹp. Thật là handsome, thật là đẹp trai. Nghe câu nói là tôi biết tôi ăn cứt rồi. Rồi giờ. Hello. Hello. Ok bra. Ok. Rồi giờ chắc là ngồi đây ăn uống gì đấy chăng? Đâu rồi? Anh bạn đâu rồi anh bạn ơi? Tôi giờ tôi chai lì rồi. Tôi chai lì với jump scare rồi. What the? Dẫn được à? Show me the fucking way. Giờ mày jump scare tao, tao không sợ nữa rồi. Tao giờ tao quá chai lì rồi. Ok. What the? Ăn xong scare quá đau cả bụng các bạn rồi. Gì nữa? Cái gì lồng nuôi chim hay cái gì đây? Đây rồi, đây rồi. Hello. Khỏe không? Thằng cụt tay đầu game này các bro. Hello. Time is dragging on very slowly here. It's cold and scary.
Bây giờ tìm đồ chơi cho nó. Ok, tóm lại là như vậy. Ok, ta hiểu rồi. Bây giờ là tìm đồ chơi. Cảm ơn anh bạn nhá. Ôi giời, quý hóa quá. Tôi nhớ là có một cái camera ở đây. Nhiệm vụ mình bây giờ là tìm mấy camera ẩn ở trong cái đồ chơi ấy. Tôi nhớ là ở đây có một cái camera mà. Giấu đâu rồi? Đúng không Pro, đầu game ở trong đấy có một cái camera mà. Anh bạn ấy nhìn vậy thôi nhưng mà tốt tính phết các bạn ơi. Nó bảo là 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Cái 3 này có tín hiệu này. 7 có tín hiệu luôn này. Ba này là ở đâu ta? Thầy nó bị thịt rồi. Vụ của mình bây giờ là tìm hết toàn bộ cái đồ chơi. Bọn này nó giấu đồ chơi ở đâu ấy? Xong mình tìm đồ chơi. Ơi, biến mất rồi. Cái bức tranh này tôi nhìn quen quen lắm. Bức tranh ở trên tường kìa. Bức tranh trên tường tôi nhìn rất là quen luôn. Nó là bức tranh nào ta? Bây giờ mình nhìn lên tường kìa, mình nhìn lên tường, mình tìm cái bức tranh, đúng cái bức tranh trên tường kìa. Đây 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 đây. Ngon. Đâu? Đây. Tôi quá thông minh các bro ơi. Quá thông minh. Còn một chữ nữa thôi. Cái camera đâu? Còn cái camera số 7 nữa. À, camera số 3 khó tìm phết. Nhìn chả hiểu nó ở đâu luôn. Đâu rồi? Lại quay lại hỏi thằng kia tiếp. Anh bạn tốt bụng. Tôi nhớ là trên này có một con búp bê ngay đầu game mình gặp mà có camera trong mắt mà. Thôi quay lại hỏi anh bạn tốt bụng tiếp. Đối nào vậy? Quên mẹ, anh bạn tốt bụng đi lối nào rồi? À đây đây. Nó đi đâu rồi ấy? Mẹ. Còn một cái nữa thôi bạn tốt bụng ơi.
Ở đây nè, nó ngồi ngay ghế này nè, nó chỉ loanh quanh đâu đấy trong này thôi. Anh bạn tốt bụng ơi, xuất hiện lại đi. Trời ơi. Tôi nghĩ là trong này á. Đợi tí đi các bro. Đây các bro ạ, trong này có cái tầng hầm nè. Mẹ, khổ lắm tìm mãi. Cái gì đây? Tôi không có người bạn nào, khi mà tôi là một đứa trẻ, tôi cố gắng thay thế nó bằng những cái đồ chơi nhưng mà nó không sống, nó không sống động. Tôi tự làm cái đồ chơi đầu tiên của tôi bằng những cái con chó, à bằng những con mèo, nhưng mà nó không như những cái thứ khác, nó không có linh hồn. Nên tôi làm đồ chơi từ những con chim, những con chó, kể cả người đàn ông mà bị đâm bởi ô tô. Tôi cho họ một cuộc sống tốt hơn. Tôi không thể ở cái nơi này được nữa. Tôi muốn một cái thứ gì đó hơn, nhiều hơn nữa. Thế nên đây là cái dự án cuối cùng của tôi. Mortunia đã được sinh ra. Cái Mortunia tôi nghĩ là cái thằng mà nó cứ đi nó cái thằng đồ chơi mà nó cứ đi nó dọa jump scare mình, nhưng mà nó kiểu như là tôi nghĩ là nó giết ông kia. Chính nó cái thằng đồ chơi mà nó giết ông kia. Lấy lại cái xẻng. Lấy lại cái xẻng. Ok. Tóm lại cái câu chuyện này, có một thằng nó cô đơn quá, nó lấy vật sống để nó làm đồ chơi. Xong rồi nó làm đấy con cái con Monetina gì, cái con mà nó jump scare mình ấy. Nhưng mà con đấy nó quay lại nó giết ông kia. Đấy, câu chuyện cuối cùng là như vậy các bro. Ê cho tao ra. Cho tao ra. À, lại bị jump scare tiếp rồi. Đừng jump scare em. Nà. Biết ngay mà. Thôi đừng jump scare nữa anh ơi. Đây rồi, đây ra núi nào. Tôi nhớ cái đường lên nó gần đây mà. À đây đây. Tao bảo tao không sợ nữa đâu, đừng có jump scare nữa. Tầm này tao sợ cái gì nữa? Tầm này rồi, đừng có jump scare bố nữa. Trời ơi, dễ. Ok. Tôi nghĩ vẫn bị ăn jump scare tiếp này. Làm sao mà thoát được? Đừng quay đầu lại.
Đã nhiều tháng kể từ khi tôi thoát, nhưng mà cái giấc mơ đó nó không thể thoát khỏi cái ngôi nhà kinh khủng đó. Nhưng trong mơ thì tôi không thể thoát khỏi ngôi nhà kinh khủng đó. Được, game được. Tôi nhận ra rằng tôi không thể thay đổi cái gì cả. Cái điều đó làm tôi phát điên. Cô ấy không thay đổi điều gì à? Rồi cuối cùng mình tự sát. Ai cả. Đang trong nhà giờ lại ra giữa đường. What the hell?